Vào nhà chơi đã cháu. Vào nhà em chơi. Anh đến đây làm gì? Mày với tao trò này đúng không? Hả? Trò gì? Trang, bình tĩnh đã con. Đức nó đưa mẹ đi chùa, tình cờ gặp anh Cường ở đó, tiện đường chờ mẹ về đây thôi mà. Đấy. Có gì vào nhà hắn nói. Cháu vào nhà đi. Không được. Anh không được vào. Tại sao hôm nay xinh hơn mọi ngày thế? Khỏi có nịnh. Bây giờ anh đưa tao đi đâu? Nói thật mà. Thì như kế hoạch thôi. Mình đi ăn rồi đi xem phim. Đây. Đi. Không ăn không xem gì hết. Đi về nhà ngay. Tại sao? Mày có biết ở nhà bố đang quát tháo ầm ĩ, bắt chị Lương về về cũng được không? Về. Nhưng mà tại sao chị biết? Về. Đến giờ phút cuối cùng, ông Bạch đã mời tôi bảo chữa riêng cho ông ấy. Kể ra thì cũng hơi gấp gáp, nhưng vẫn còn kịp. Mong cậu hết sức thông cảm. Anh đăng ký bảo chữa cho ông ta vào lúc này, có phải muốn gây áp lực cho tôi? Sao cậu lại nói thế? Tôi là luật sư, sao có thể gây áp lực cho thẩm phán được? Xử phạt bị cáo Huỳnh Đài Long 10 năm tù. Cháu không thể dừng lại nếu chưa tìm ra sự thật. Đây là một vụ phức tạp, nhưng không ngờ lại phức tạp đến như vậy. Tuyệt đối không được nói về chuyện đó. Cậu có biết tại sao tôi lại muốn giao án hình sự cho cậu không? Tôi sợ rằng ân oán kiếp trước sẽ không buông tha cậu ta. Xử phạt bị cáo Huỳnh Đài Long 10 năm tù. Không thể dừng lại nếu chưa tìm ra sự thật. Đây là một vụ phức tạp, nhưng không ngờ lại phức tạp đến như vậy. Tuyệt đối không được nói về chuyện đó. Cậu có biết tại sao tôi lại muốn giao án hình sự cho cậu không? Tôi sợ rằng ân oán kiếp trước sẽ không buông tha cậu ta.